thứ linh tinh nữa nhé. Thế bây giờ mình sẽ tháo chiếc tóc này ra. Mình mới vừa một đợt xong nhưng mà tóc nó khá là mượt và mình khá thích sẽ có mình là mới một đầu xong. Mình kiểu có một cảm giác rất là chơi mùa và với cả cảm giác rất là thích ấy. Cảm giác rất là thích luôn. Mình có một đầu xong này. Đầu mình thì trộn thứ mà không phải là rau dầu kiểu tinh đấy đấy. Nhưng mà thường thì sẽ có 2-5 ngày mình trộn một lần xuống mình không kiểu bạn nào cũng gọi là các hồn của mình nào. Có rất nhiều bạn kiểu da dầu, da kiểu gầu thì biết thì nó như là họ kiểu gỗ không là rất là nhiều. Mình không biết trông thì mình như thế nào. Bây giờ một chỗ thì sẽ chọn một cái bóng nó đều một phút. Mình cũng mình cũng mua khá là nhiều giấy. Xong rồi thì nó kiểu từng đồng đâu nó cũng khá là hợp tâm rồi. Xong rồi bạn từ đó thôi rồi mình cho thì mình sẽ xé lên từ đấy nhé. Xong khi mà mình đầy sợ sợ xong á khi mà mình
Mình vẫn nhìn bình thường như thế thì vẫn không bỏ mà mình về đây xong rồi đến tận gần đây hôm qua bạn mình vô lốt thế là nó kêu với mình thế là hồi ấy quyết định là sẽ đào mà nhưng khi mà bạn mình quyết định đào mà bạn mình đã dùng cái dính dính mình có một cái móc ấy đấy mình cái dính đấy để dính lên để bạn móc cho mà tại vì bọn mình không có đồ cho mà không có đồ cho mà ở trong cái phòng những người xưa mà cái tủ có thể không nhưng không có đồ cho mà thế là sau khi mà làm cái đấy xong thì theo khuyến nghị của con bạn mình là phải để 24 giờ mới dính 24 giờ rồi mới dính mình không biết là các loại móc mình như thế nhưng mà có một cái móc của mình là như thế nhưng mà sau khi mình dính chắc được khoảng 5-6 giờ về thì bọn mình đã treo màn vào rồi mình dính một chiều đấy sau rồi buổi tối mình đã treo màn vào rồi thì mà chắc là không một nó chưa được dính xong nó tụt lên tụt xuống nó tụt ra thì bọn mình lấy băng dính mình dính vào hay là quên dính này thì bọn mình dính vào sau khi mà bọn mình dính vào rồi thì bọn mình làm xuống lại nó lúc sau bọn mình rồi cho nó tụt ra nó tụt một góc xong rồi mình dính xong rồi mình chui vào nó tụt góc tiếp theo xong rồi mình dính nó lại chui vào mình tụt góc tiếp theo có tổng cộng 4 góc thì chỉ có một góc là được treo cho cố định ở trên cái kẹp còn lại là dính một góc thế là nó cứ tụt lên tụt xuống xong rồi bọn mình dính bao nhiêu là đang dính các thứ nó ăn dính được thì mình xuống nó lại tụt ra bọn mình nó theo bọn mình đóng lên vào tường đóng lên vào tường xong rồi bột mà sau đó thì mới nó đỡ thì hay là có một góc nó không 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 có tôi không có đủ ý nghĩa thế là mới bị tụt ra nó đập thẳng vào mặt mình. Ừ, đêm qua mình đã ngủ trong tình trạng là có tình trạng này này. Tình trạng đàn ướt vào mặt đấy may là mới mỗi là mình vẫn cũng kiểu không thông minh lắm nên là nó mới kiểu không không biết mình nữa là mặt mình không là bây giờ là mình đã đầy hết nữa mà có vẻ như là cái gì có vẻ như là trên mặt không nhiều đường tơ máu không làm sao mà rất ít khi mình thấy những đốt ở trên mặt luôn cực đa số là tay là nhiều với lại ở cổ chân là nhiều nhưng tại sao lại những đốt mặt này hay là do mặt nhạy cảm quá đấy là cũng không biết nữa cái trước thì chị mình cũng bị sốt xuất huyết mình cũng khá là gánh vì cái vụ của sốt xuất huyết này thì cũng chưa bị bao giờ nhưng mà cũng hơi kém mẹ mình thì cứ dọa mình là bé là không bỏ mặt mà là mỗi lúc không này đi thì mẹ đem mình đi ngày xưa thế là mình kiểu mình béo còn thế là từ các chết thực tế thì mình không béo mà mình cũng nghĩ là mình không béo lắm không béo lắm luôn thế thì nhưng mà mình cũng mình béo tại vì mình cảm thấy mình béo cái đâu trong cơ lớp cũ của mình bằng mình béo thế là mình giảm cân xong kiểu mỗi lúc mình kiểu mừng lắm mà mình là mấy đốt thì cho nó bớt máu đi cho nó nhịn đi bây giờ mới biết là máu như quan trọng mỡ mỡ là này thì mỗi mình là nó nên là chính phần quan trọng nhất thì đợt đấy mình còn giảm ăn cân ấy cho nó nhiều cân rất là ít và mỗi mình chỉ ăn khoảng 1/2 bát cơm thôi đó 1/2 bát cơm với lại rau và rất là ít thì cứ uống ăn rau là chính cho uống nước canh để cho nó đỡ mỡ đỡ đỏ đi xong rồi mình đến đây mình đi ăn mì với anh Tư Tư gọi cái sữa chứ còn hiện tại mình cũng không biết là còn thời gian bao lâu mình sẽ xem một chút mình quên mất không để cho cái vít nó đỡ kiểu bị xấu vào mình nên cái này bị đen đi rất nhiều đấy mình cũng lười đấy cho bà mất con một sức quý là đâu có người xem đâu thì chỉ là cũng nó đấy sau đây mình có người chắc
là đơn giản. Mình sẽ đặt tên cho cái nền tảng vật ban nhỏ. Nếu mà con thú cưng và những sinh sinh và mình có thích chó mèo không? Thì có chó mèo con. Nhưng nó không đều nhau. Nó không đều nhau. Đấy. Nhưng mà con tôi kệ đi. Mà mình thích chó mèo. Mình rất là thích, thích cả chó và mèo. Mình thích mèo hơn, mình thích tính cách của chó hơn. Nghe nó hơi sai nhưng mà vì mình cảm thấy là khi mà mình ghét những con chó nó rất là quấn mình, mình ghét cái điều đấy. Nó còn là chặt chẽ, quấn nếp. Và từ lúc đó thì nó cho mình biết không biết sẵn là các chó bên nhà tới như kiểu là một đôi bên nhau. Chó là con trai và mình không có. Nhưng mà nếu như là công nghệ thì nó quấn mình. Còn chó thì mình cứ chạy như nó ấy thôi. Nghe nó cũng hơi tô sức nhỉ. Có phải không? Nhưng mà mình cảm thấy nó khá là bình thường. Mình kiểu có ví dụ là con trai thì mình thường nó sẽ bị nó không nhỉ hơn. Còn con trai thì không. Thì không. Bây giờ thì cũng kết thúc rồi. Bye bye mọi người.